Tập 66. Tiểu Tam, bây giờ địa huyệt Ma Chu đã mất sức phản kháng, còn vẫn là nắm bắt thời gian hấp thụ hồn hoàn đi. Viện trưởng nói rất đúng. Cảm giác đỡ hơn nhiều rồi. Huỳnh lát nữa phải đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp thụ hồn hoàn sẽ có hiệu quả gấp rưỡi. Trước khi Huỳnh ra, mà người không nên tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn để tránh bị khí tức gây thương tích. Tiểu Vũ, bất luận quyết định của hắn là đúng hay sai, con cũng hẳn sẽ vĩnh viễn ủng hộ vô điều kiện cho hắn. Được rồi, con hẳn là nên mừng cho hắn mới phải. Mẫu thân, người nói rất đúng, con phải nên ủng hộ huynh ấy làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Cương, ông đi theo ta, ta còn lời muốn nói với ông. Tiểu Cương ơi là Tiểu Cương, may mà mụi hiện tại có nữ nhi tốt. Mụi bây giờ đã có chút hiểu rõ tâm tình của huynh khi thu Đường Tam làm đồ đệ linh đạo quyền bảy. Chỉ vì hai chấm đứa bé này có thể trở thành một phần khí thác trong lòng chúng ta. Cho dù huynh và mụi không thể hạnh phúc, nhưng mụi hy vọng chúng nó có thể hạnh phúc. Tiểu Cường, chẳng lẽ chuyện của Nhị Long với ông từ trước đến nay cứ tiếp tục như vậy sao? Ta không biết.
Ông một câu không biết, Nhị Long dòng dã đợi ông 2 năm. Nhân sinh này lại có mấy cái 2 năm để chờ. Mặc dù ông là huynh đệ của ta, nhưng ta hiện tại thật muốn đánh ông. Kỳ thật, ngay cả chính ta cũng muốn đánh chính mình. Đây đều là lỗi của ta. Nhị Long lại đang phải chịu giày vò càng lớn. Tiểu Cương, thật không có cách nào à? Tiếp tục như vậy, các người đều muốn đau khổ cả đời à? Ông phải biết, chứ ông già, Nhị Long trong lòng không có khả năng yêu người đàn ông nào khác. Ta không nên ở lại gần nàng, nên để cho nàng ấy thống khổ như vậy. Tiểu Cương, ông yêu hay không yêu Nhị Long? Đương nhiên là có. Vậy được, ta có thể khẳng định Nhị Long cũng luôn yêu ông tha thiết. Đã như vậy, hai người các người trên tinh thần đã ở cùng một chỗ. Ta nói có đúng không? Ông... trên tinh thần các người đã yêu nhau như vậy, các người vì cái gì không thể trên tinh thần kết hợp đâu chứ? Không cần danh phận, chỉ cần tâm ý tương thông với nhau, các người hoàn toàn có thể làm một đôi vợ chồng trên tinh thần. Phật Lan Đức, ta không rõ ý của ông. Ý của ta rất đơn giản, các người kết hợp lẫn nhau vẫn như cũ có thể trở thành vợ chồng, chỉ là xưng hô bên trên không thay đổi, chính là các người chỉ ở trên tinh thần yêu đương. Ai còn có thể dỗi hơi đàm tiếu chứ? Cái này thật có thể sao? Cái gì mà có thể không thể chứ? Chỉ ít dạng này hai người đều sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Các người chỉ là tương thân tương ái thì có gì sai đâu? Phật Lan Đức, vì sao không chịu nói sớm? Đấy lão đại, hình như trời sắp mưa rồi. Làm sao còn chưa ra? Làm sao còn chưa ra chứ? Sẽ tới. Hắn nhất định sẽ tới. Nhị Long, ở cùng với muội thật để huynh thống khổ như vậy sao? Ông trời, người tại sao muốn trừng phạt ta thế này? Vì cái gì? Mình có lỗi với muội. Chúng ta, muội hãy theo huynh đi. Tiểu Cương, Tiểu Cương, huynh biết muội chờ bao lâu rồi không? Cả ngày lẫn đêm huynh biết muội làm thế nào sống đến ngày hôm nay không? Huynh thật lòng không còn muốn trốn tránh nữa sao? Thật nguyện ý sống cùng với muội sao? Nhị Long, huynh thề sau này sẽ không trốn tránh tình cảm của chúng ta nữa. Mặc dù chúng ta không thể giống phu thê bình thường, nhưng nhất định huynh sẽ yêu vợ đến vĩnh hằng. Được, chỉ cần huynh nguyện ý trở về, cái gì đều được. Ca ca.
Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Chúng ta tin tưởng Tiểu Tam đi. Cảm ơn muội Tiểu Vũ. Gió nổi lên rồi. Bay lên rồi. Mình nhìn xem. Rất đẹp. Ca ca, Hưng chính là anh hùng của muội. Chúng ta đi thôi.